quay trở lại với kênh của két sắt Đức Phương. Hôm nay Đức Phương xin giới thiệu một cái dòng két sắt xuất khẩu Mỹ US88, khóa cơ màu trắng, là dòng két sắt Welco, xuất khẩu Mỹ. Thì két sắt thân két là toàn bộ màu trắng hết, két bao gồm có hai bản lề lục, một chìa khóa và một bộ khóa cơ đổi mã và một tay lắm để mở két, rất là hiện đại. Trên thân két là một cái thép tấm, cánh két là một cái dạng thép tấm dày nguyên khối 10 mm, có thể chống cắt, chống cậy phá, và cái khe hở của cánh két và thân két rất là bé, giúp cho két không bị cậy phá và chống trộm rất là tốt. Nhìn tổng quan thì két sắt này toàn bộ là sơn tinh điện màu trắng và rất là đẹp từ bên ngoài đến bên trong. Bên trong két thì được chia làm 3 ngăn, một ngăn kéo có khóa bên trên và một đợt di động bên dưới. Két có rất là nhiều cái chốt khóa tròn bằng inox. Những cái chốt khóa tròn này là chốt khóa phi 40 và có thể xoay được, cho nên là chống cắt rất tốt. Về độ dày của thân két thì dày 10 ly và toàn bộ là thép tấm nguyên khối. Bên trong thì có trang bị một cái móc, các cái dàn móc treo chìa khóa, cầu rồi là các cái chìa khóa để đổi mã két. Nhìn tổng quan thì két rất là nặng, rất là dày, an toàn chống cháy và dễ sử dụng. Két có chiều cao là 88, chiều rộng là 60, chiều sâu 60. Nó rất là phù hợp cho gia đình, công ty có thể để tài liệu, giấy tờ và các cái vật dụng cần thiết. Két sắt Welco US88 khóa cơ xứng đáng để bạn gửi chọn niềm tin, giữ những cái đồ trang sức, những cái tài liệu quý giá cho gia đình cũng như là công ty. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn